tại sao phụ nữ ngoại tình ngày càng nhiều. Các bạn thân mến, nhu cầu trong mối quan hệ thay đổi, tiêu chí người bạn đời hay những rung động nhất thời đều có thể trở thành những nguyên nhân xảy ra việc ngoại tình. Việc người yêu, người bạn đời không đáp ứng được những mong muốn của bản thân sẽ khiến cho dù là đàn ông hay là đàn bà cũng sẽ muốn tìm kiếm những điều mới mẻ và hoàn hảo hơn. So với các thế hệ phụ nữ xa xưa thì người phụ nữ thế kỷ 21 này trông chờ nhiều điều hơn vào người đàn ông, vào một mối quan hệ, bởi hoàn cảnh xã hội bây giờ đã khác. Phụ nữ ngày nay tuy vẫn còn thừa hưởng những tiêu chuẩn chọn lựa người khác phái của tổ tiên, thế nhưng cũng đã có nhiều thay đổi hơn. Những cô gái tiên phong trong cuộc cách mạng tình dục hiện nay không phải là những cô gái trẻ tuổi 20, cũng chẳng phải là những người phụ nữ tuổi 30, mà lại là những quý bà tuổi 40. Những chị em này đã có nghề nghiệp ổn định từ lúc họ 30, con cái cũng đã lớn và tự lập hơn. Bây giờ nhiều người trong số họ quyết định rằng họ không cần phải tiếp tục sống cuộc hôn nhân như thế này nữa, đồng thời cũng không muốn níu kéo thêm một mối quan hệ buồn chán, không có tình yêu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện được những điều mà người phụ nữ hiện đại thật sự mong muốn ở đàn ông. Đơn giản, đó là tình yêu, lòng chung thủy, sự quan tâm, sự chăm sóc, cam kết phải gắn bó, học thức, trí thông minh. Và cả những điều này không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng họ đều khẳng định ít nhiều là có những yếu tố cơ bản này. Những nhu cầu cơ bản mà các thế hệ phụ nữ xưa từng mong muốn ở người bạn đời của họ, tổ tiên chúng ta, đó là săn bắt giỏi, cung cấp được đủ lương thực và biết bảo vệ con cái. Tương tự, phái yếu thời hiện đại cũng thích những người đàn ông có tiền, có học thức, rồi lại phải có óc hài hước, rồi lại phải có cả địa vị, phải có cả quyền lực. Những yếu tố cho thấy họ có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của người phụ nữ. Đây cũng là lý do mà các cô gái ngày nay rất dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông nhiều tham vọng, thông minh, siêng năng, năng động và được những người khác nể trọng. Và cơ bản nhất là phải kiếm được nhiều tiền. Và theo một cuộc nghiên cứu vào năm 2008 thì tài sản của người đàn ông còn hấp dẫn hơn cả ngoại hình của anh ta. Cuộc khảo sát này tin rằng khoái cảm của người phụ nữ đã tiến hóa theo thời gian để cho phép họ gắn kết về mặt cảm xúc với một người đàn ông ưu tú bằng cách cho anh ta biết rằng cô ta thực sự rất hài lòng về khả năng của anh ta và vì thế sẽ không thể nào lăng nhăng với những người đàn ông khác được. Và điều đáng chú ý là những người đàn ông có nhiều tài sản thì thường hấp dẫn hơn, đồng thời biết cách khiến cho chị em phụ nữ đạt được nhiều khoái cảm hơn, bởi vì người giàu thì họ không giờ ngu cả. Có lẽ đây cũng là một lý giải về việc tại sao nhiều người phụ nữ lại cứ bị hấp dẫn bởi đồng tiền và cứ phải chạy theo những người đàn ông tiền bạc hư vinh như thế. Và dưới đây cụ thể hóa sẽ là một vài những nguyên nhân khiến cho chị em phụ nữ hiện nay tại sao lại cứ ngoại tình ngày càng nhiều. Nguyên nhân đầu tiên tôi muốn nói đến đó là chị em cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân và không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân tẻ nhạt nữa. Tất nhiên chán nản thì nó có rất nhiều lý do. Và để duy trì được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bền vững, tất nhiên cần đòi hỏi cái sự cố gắng của cả vợ và chồng. Cả hai, đặc biệt là trong xã hội ngày nay, có quá nhiều căng thẳng, có quá nhiều những cuộc chạy đua mà dường như chỉ đặt chân ra khỏi cửa thôi, chúng ta đã phải bắt đầu một ngày mới với một tốc lực thật lớn. Cả hai phải thật sự thấu hiểu, đồng cảm, tôn trọng và bình đẳng nhau trên mọi vấn đề. Tuy nhiên thì thực tế vẫn có không ít các cuộc hôn nhân bất bình đẳng. Người phụ nữ họ vẫn phải đối mặt với nhiều thứ thiệt thòi và tủi thân. Những tư tưởng phong kiến tuy vẫn xưa cũ, thế nhưng cho đến hiện đại vẫn còn nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ trong gia đình thật sự các chị em rất vất vả, làm lụng cật lực, vất vả hy sinh hết mình vì chồng vì con, vừa phải đảm nhiệm các công việc bên ngoài xã hội, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, thậm chí là trở thành người giúp việc không công cho cả gia đình. Nếu như không may mắn bước chân vào gia đình khó tính, độc đoán và gia trưởng, thì người phụ nữ còn phải đối mặt với hàng trăm nghìn các thứ áp lực đến từ bố chồng, mẹ chồng, hoặc thậm chí là cả các anh chị em, cô dì, chú bác bên nhà chồng nữa. Do những phong tục lạc hậu, với những lối tư tưởng xấu, những tư tưởng kém văn minh từ thời xa xưa, đã vô tình giết chết đi tâm hồn của người phụ nữ. Ngoài ra trong những gia đình phong kiến thì thường coi trọng cháu đích tôn, họ đòi hỏi con dâu phải sinh ra một cậu con trai để nối dõi tông đường.
và không ít người phụ nữ phải sinh nở liên tục để đáp ứng yêu cầu của gia đình nhà chồng. Trong thực tế đã có rất nhiều các chị em bắt buộc phải phá thai khi mà biết mình bỏ con gái. Thậm chí nhiều người còn phải ngậm đắng nuốt cay để chấp nhận cho chồng đến với người này người kia để kiếm một thằng con trai cho dòng họ. Những sự mất mát và thiệt thòi to lớn về cả mặt vật chất và cả mặt tinh thần mà chúng tôi vừa điểm qua vừa rồi, nó khiến cho người phụ nữ cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi. Và trong bối cảnh xã hội có thể tiếp cận với mọi nguồn thông tin, mọi nguồn ý kiến và người phụ nữ biết sống cho bản thân mình hơn như ngày nay, thì đương nhiên chị em cảm thấy rất tủi thân, cảm thấy rất khổ đau về những điều mà mình phải chịu đựng và không còn tha thiết với cuộc hôn nhân hiện tại nữa. Chính vì vậy, khi gặp một người đàn ông biết tôn trọng, biết yêu thương, biết nâng niu, một hoàn cảnh sống khiến cho chị em được là chính mình, được sống tự do, sống hạnh phúc hơn là bị kìm kẹp, bị bó buộc trong một gia đình, thì nghĩ có quá nhiều nỗi đau như vậy, thì đó chính là thời điểm mà chị em mới nghĩ đến việc ngoại tình. Lý do lớn thứ hai nữa là do cuộc sống đang ngày càng khiến cho những người đàn ông trở nên vô tâm hơn. Nếu như sống với một người chồng thờ ơ và vô tâm thì người phụ nữ lại càng có nhiều khao khát muốn đi tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc khác. Hình mẫu lý tưởng của nhiều những cô gái đó chính là một người đàn ông lịch thiệp, biết quan tâm, biết chăm sóc và biết tinh tế. Tuy nhiên sau khi lập gia đình thì các anh đàn ông, các anh thường hay vướng vào cái bẫy vô tâm này do một vài những nguyên nhân như là gánh nặng kinh tế quá lớn khiến cho người đàn ông quá bận rộn, không có nhiều thời gian để mà dành cho vợ con. Đồng thời nhịp sống hối hả khiến cho người đàn ông dần không còn thói quen chia sẻ, tâm sự và đôi khi không phụ giúp vợ trong các công việc hàng ngày được nữa. Hoặc là do tâm lý đã kết hôn rồi nên đôi khi khiến cho người đàn ông không còn muốn dành nhiều thời gian, cũng không còn phải hao tâm tổn sức để chinh phục người phụ nữ nữa. Do đó họ dần dần trở nên vô tâm và xem những ngày kỷ niệm, những ngày lễ, những ngày sinh nhật vợ là một ngày bình thường như bao nhiêu người khác. Tất nhiên cuộc sống thì chúng ta cũng không thể nào cũng mong muốn nó màu hồng, lúc nào cũng sống trong sự lãng mạn được. Thế nhưng nếu như một người đàn ông chú ý để ý những tình tiết nhỏ này thôi thì cũng khiến chị em phụ nữ hạnh phúc hơn. Hoặc là do bản chất của người đàn ông vốn dĩ đã là vô tâm, một vài người dường như không quá để ý đến nhiều chi tiết và thường xem nhẹ tất cả mọi chuyện, trong khi phụ nữ lại là những người để ý tình tiết rất lớn. Chính vì vậy, nếu một người chồng vô tâm hoặc là người vợ của mình đang cố tập trung rất nhiều lý do, rất nhiều luận điểm để đưa ra về rằng chồng mình ngày càng vô tâm, thì khiến cho chị em chỉ càng thêm đau khổ. Và đương nhiên khi chị em quá đau khổ và nghĩ rằng chồng không còn yêu thương, không còn quan tâm, thì cũng là lý do mà khiến chị em đi ngoại tình ngày càng nhiều. Lý do thứ ba khiến cho chị em phụ nữ ngoại tình ngày càng nhiều hiện nay, đó chính là xuất phát từ công việc của chị em, đó là mối tình yêu công sở. Môi trường làm việc cũng là một trong những lý do chị em ngoại tình không thể dứt và ngoại tình ngày càng nhiều. Phụ nữ của xã hội hiện đại không chỉ quanh quẩn bên căn bếp mà đã biết độc lập về tài chính, có công việc ổn định. Ra ngoài làm việc tất nhiên là không tránh khỏi được việc tiếp xúc, việc giao tiếp với nhiều người, gặp gỡ với nhiều đối tác khác nhau. Chính vì thế mà tỷ lệ ngoại tình của người phụ nữ hiện nay cũng tăng cao hơn so với trước kia. Ở nhà thì chồng nhăn nhó, đôi khi còn quát mắng, ăn mặc thì lếch thếch. Nhưng đến cơ quan thì anh bạn cùng phòng luôn đánh giá cao năng lực của người phụ nữ, biết tán tỉnh, biết động viên khi mà người phụ nữ bị sếp da dày. Hoặc là trong những buổi đi cà phê, đi hát, đi ăn chung thì lại luôn thể hiện được sự ga lăng, sự quan tâm của mình. Thì đây chính là cơ hội để những thầm yêu thương, những thầm thương trộm nhớ bắt đầu nảy nở. Đồng nghiệp thì lại thường có chuyên môn giỏi, giúp đỡ người phụ nữ trong công việc. Ăn mặc thì luôn chỉnh chu, gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Chính từ sự quan tâm rồi cùng với lòng ngưỡng mộ rất dễ khiến trái tim của chị em rung động. Một mối quan hệ ngoài luồng thường xuất hiện ở những môi trường làm việc như là môi giới bất động sản, nhân viên các quán karaoke, bệnh viện, giám đốc và thư ký. Mỗi ngày làm việc với nhau ít nhất là 8 tiếng, dường như thời gian gặp gỡ và trao đổi còn nhiều hơn rất nhiều so với người chồng, người vợ ở nhà. Thế nên các mối quan hệ lén lút này thường rất khó có thể dứt bỏ đúng cách triệt để. Một ngày vợ chồng trở về nhà sau khi tan sở, vợ thì hối hả nấu cơm, chồng thì có thể đi chơi thể thao, hoặc ngược lại, đến bữa ăn cũng chỉ ăn cùng với nhau 30 phút.
Lên giường thì lại mỗi người một góc, tự nghịch điện thoại, sống trong những thế giới của riêng mình. Hôm nay không chia sẻ, ngày mai cũng chẳng có gì để sẻ chia. Thế rồi cuộc sống cứ dần dần như vậy và chúng ta coi rằng đó là cuộc sống bình thường. Rồi khoảng cách hai người xa nhau ngày càng lớn, trong khi môi trường công sở với những câu vui đùa, với những giây phút thư giãn bên nhau lại khiến cho người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và thích ra được người có hóc môn vui vẻ hơn. Chính vì vậy, chị em phụ nữ đang ngoại tình ngày càng nhiều với môi trường làm việc ngày càng tự do và phóng khoáng như hiện nay. Lý do thứ tư khiến chị em phụ nữ ngoại tình với số lượng cũng đang tăng nhanh, đó chính là tâm lý trả đũa, hay còn nói cách khác đó là do ông ăn trả bà ăn em. Phụ nữ bây giờ làm việc xã hội nhiều, tiếp xúc với nhiều người và đương nhiên cũng không còn bị ràng buộc nhiều bởi những quan điểm xưa cũ nữa. Nếu như trong gia đình người chồng ngoại tình, người chồng phản bội trước, thì không có cớ gì người vợ lại bắt buộc mình phải chung thủy cả. Rất ít người phụ nữ có thể chấp nhận một cuộc sống rằng chồng đi ngoại tình, còn mình thì cứ một lòng sắt son, ít nhất họ cũng phải ly hôn. Còn nếu không, để đáp trả lại thói chăm hoa của chồng, thì họ sẽ sẵn sàng cặp kè với một người đàn ông khác với thái độ đầy thách thức mà chồng cũng không thể làm gì được họ. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa các bạn, phụ nữ một người chồng hay là lái một lần đò thường rất nhạy cảm và tế nhị trong chuyện tình cảm sau đổ vỡ hôn nhân. Họ dễ gần nhưng mà khó mở lòng ra với người đứng sau. Nhưng tình cảm lại là chuyện khó nói. Một khi mà đã thích ai đó thì phụ nữ đã có chồng cũng khó né tránh được những biểu hiện trong cách cư xử và hành động của mình. Làm sao để có thể nhận biết được cô ấy có tình cảm với mình hay không? Dưới đây là năm bí mật hé lộ điều đó. Phụ nữ đã có chồng nhưng thích bạn sẽ để lộ ra năm điều này. Trong một mối quan hệ, khi đối phương có tình cảm với bạn, họ sẽ chủ động thể hiện rõ ý đồ qua từng hành động, ánh mắt cho đến thái độ bên cạnh bạn. Tuy nhiên, nếu không tinh tế để ý thì có lẽ bạn không thể nhận ra những cử chỉ đó là đặc biệt và chỉ dành riêng cho bạn. Với một người phụ nữ đã có chồng thì sao? Làm sao để nhận biết cô ấy có tình cảm với mình? 5 cách nhận biết phụ nữ có chồng thích mình được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này. Nhận biết phụ nữ có chồng thích mình qua hành động. Thứ nhất, cô ấy luôn cố gắng tỏ ra nổi bật trước mắt bạn. Luôn tỏ ra nổi bật trước mắt đối phương chắc chắn là hành động mà nam giới hay nữ giới khi thích ai đó cũng cố gắng thể hiện. Bởi vì việc làm mình nổi bật giữa nhiều người khác sẽ phần nào thu hút được sự chú ý của đối phương dành cho bạn. Và những phụ nữ có chồng cũng vậy. Họ luôn cố gắng làm nổi bật mình một cách cố tình nhưng vẫn thật tự nhiên để thu hút đối phương. Nếu một người phụ nữ có chồng thích bạn thì cô ấy sẽ thường xuyên tìm cách để bắt gặp bạn. Trong mỗi cuộc vô tình chạm mặt, cô ấy sẽ để lại một ấn tượng gì đó để thu hút sự chú ý của bạn. Có thể cô ấy sẽ thường xuyên trang điểm thật nổi bật, luôn chú ý đến sự chỉnh chu của ngoại hình. Thậm chí, cô ấy có thể thường xuyên thay đổi phong cách để tạo sự mới lạ với bạn. Đặc biệt, nụ cười, thứ vũ khí của nàng sẽ luôn thường trực trên môi khi gặp bạn. Khi nàng cố gắng nổi bật trước mắt bạn thì đồng nghĩa với những cuộc chạm mặt vô tình liên tiếp diễn ra. Những cuộc gặp mặt này tưởng như là vô tình nhưng thực tế đều nằm trong kế hoạch của cô ấy để có thể gặp bạn nhiều lần. Lâu dần, bạn sẽ nhận thấy một cảm giác quen thuộc mà cô ấy tạo ra cho mình. Thứ hai, cô ấy có nhiều hành động thân mật hơn với bạn. Không những luôn cố gắng nổi bật trước mắt bạn, phụ nữ có chồng thích bạn còn luôn có những hành động thân mật hơn với bạn. Điều này cực dễ nhận biết nếu bạn để ý một chút. Khi gặp nàng, nàng luôn chủ động nắm bắt xem bạn muốn gì. Đơn giản như bạn thích uống cà phê, nàng sẽ chủ động gọi cho bạn một ly cà phê đúng vị bạn thích, vì nàng chắc chắn đã tìm hiểu về sở thích của bạn. Thêm vào đó, khi gặp gỡ,
nàng sẽ tạo cho bạn cảm giác quen thuộc, thân mật hơn. Vẫn chỉ là một hành động, nhưng đối với bạn, nàng thường chủ động tiếp cận và thực hiện để bạn nhận ra cô ấy hiểu bạn đến nhường nào. Thứ ba, cô ấy chỉ giúp đỡ mình bạn. Cô ấy chỉ chú ý giúp đỡ một mình bạn. Chính là cách nhận biết phụ nữ có chồng thích mình được nhiều người biết đến. Trong trường hợp bạn đang vướng mắc một việc gì đó, nhưng cô ấy sẵn sàng đứng ra giúp đỡ bạn. Đôi khi bạn có thể nghĩ là bạn bè có thể giúp đỡ nhau. Nhưng không, nếu giúp đỡ một lần thì có thể chỉ là bạn bè. Còn khi cô ấy đã chủ động giúp đỡ bạn nhiều hơn trong tất cả mọi việc, thì chắc hẳn cô ấy đã có tình cảm với bạn rồi. Cách nhận biết phụ nữ có chồng thích mình qua ánh mắt. Ngoài việc nhận biết qua hành động, thì ánh mắt cũng là điểm đáng lưu ý để bạn xác định chính xác cô ấy có thích mình hay không. Cách nhận biết phụ nữ có chồng thích mình qua ánh mắt khá đơn giản, và chỉ cần vài lần vô tình chạm ánh mắt nhau cũng đủ giúp bạn hiểu được ý đồ của nó. Đôi mắt được biết đến là cửa sổ tâm hồn, và nó cũng chính là điểm dễ nhận biết nàng có tình cảm với bạn hay không. Ánh mắt cũng chính là điểm yếu mà nàng khó có thể che giấu được tâm tư, tình cảm dành cho đối phương. Nếu một người phụ nữ có chồng thích bạn, thì cô ấy sẽ thường xuyên lén nhìn bạn với ánh mắt trìu mến, ấm áp. Đôi khi cả hai vô tình chạm phải ánh mắt của nhau, nàng sẽ thường chủ động nhìn bạn đắm đuối thay vì ngại ngùng lảng tránh. Thậm chí cô ấy còn chú ý quan sát từng hành động, cử chỉ của bạn một cách chăm chú. Và hiển nhiên, việc quan sát như vậy khó có thể che giấu được tình cảm mà cô ấy dành cho bạn. Vì vậy, nếu nhận thấy nàng bật đèn xanh và thường xuyên nhìn bạn với ánh mắt yêu thương, thì có thể nàng đang muốn thổ lộ tình cảm của mình dành cho bạn đó. Cách nhận biết phụ nữ có chồng thích mình qua thái độ. Cách nhận biết phụ nữ có chồng thích mình qua thái độ là một trong những cách khá đơn giản để bạn nắm bắt được tâm tư của cô ấy. Thường thì phụ nữ đã có chồng thích bạn sẽ khá chủ động trong việc bày tỏ thái độ với đối phương. Bạn có thể nhận biết được điều này một cách dễ dàng khi chú ý quan sát một chút. Thứ nhất, cô ấy luôn kiếm cớ gặp bạn. Đôi khi, những cuộc gặp riêng của cả hai đều do nàng cố ý sắp đặt để có khoảng không gian riêng dành cho cả hai. Việc thường xuyên kiếm cớ gặp bạn cũng là cách mà cô ấy muốn bạn biết được tình cảm mà cô ấy dành cho bạn. Đối với những phụ nữ có chồng khi đã thích bạn khá sâu đậm, thì họ sẽ tìm cách để được gặp riêng bạn nhiều hơn. Một cuộc gặp gỡ không cần quá lâu, không cần quá cầu kỳ, ví dụ như đi cà phê, ăn tối hay đi dạo, cũng góp phần giúp cho tình cảm của cả hai đi lên. Khi cả hai đã cảm thấy thân thiết hơn, thì những cuộc gặp gỡ chỉ có riêng hai người cũng dần tăng lên. Thậm chí, cô ấy có thể chủ động hẹn gặp riêng bạn. Nếu bạn đã thực sự chắc chắn về tình cảm dành cho cô ấy, thì lời đồng ý cho buổi hẹn đó cũng chính là câu trả lời cho mối quan hệ này. Vì vậy, để tránh gây sự hiểu lầm hay tổn thương cho đối phương, thì bạn cần rõ ràng trong mối quan hệ này. Thứ hai, cô ấy không bao giờ than bận đối với bạn. Đối với phụ nữ có chồng, khi đã thích bạn, họ thường chủ động hơn trong tất cả mọi việc. Họ cũng không bao giờ nói đang bận với bạn. Họ luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho bạn, không bao giờ từ chối lời mong muốn giúp đỡ từ phía bạn. Khi cô ấy thực sự yêu bạn, cô ấy sẽ chấp nhận hy sinh. Bất cứ khi nào bạn nhắn tin, gọi điện cần giúp đỡ, cô ấy cũng sẵn sàng giúp bạn dù đang bận rộn. Đây chính là một trong những dấu hiệu nhận biết cô ấy đang dành tình cảm đặc biệt cho bạn. Phụ nữ có chồng thích bạn không phải là thứ tình cảm sai trái,
tình cảm ấy có thể xuất phát từ sự đổ vỡ trước đó, nên họ muốn tìm thấy được một bờ vai để dựa vào. Họ mong muốn được yêu thương, che chở. Đó cũng chính là lý do mà họ không bao giờ nói bận với bạn. Do đó, nếu bạn sẵn sàng chấp nhận tình cảm này, thì hãy nói cho cô ấy biết. Ngược lại, nếu cả hai không thể tiến xa hơn, thì bạn cũng cần tỏ quan điểm rõ ràng cho mối quan hệ này. Thứ ba, cô ấy khó chịu với những cô nàng xung quanh bạn. Ghen chính là từ miêu tả chân thực nhất tình cảm mà một người dành cho đối phương của họ. Và đối với những phụ nữ có chồng cũng vậy. Khi họ thích một ai đó, họ cũng sẽ cảm thấy khó chịu với những vệ tinh xung quanh chàng trai mà họ để ý. Đây cũng chính là điểm mà bạn có thể dễ dàng nhận biết nàng có thích mình hay không, khá đơn giản. Mặc dù bạn và cô ấy chưa chính thức bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, nhưng khi cô ấy đã thích bạn, thì cảm giác ghen với nhiều cô gái khác chắc chắn sẽ có. Cô ấy sẽ không bộc lộ một cách công khai cảm giác khó chịu của mình. Vì thế, nếu bạn tinh ý, chỉ cần quan sát ánh mắt của cô ấy khi nhìn cô gái khác đứng cạnh bạn, sắc mặt hoặc một vài cử chỉ nhỏ, thì dễ dàng nhận biết cô ấy có đang ghen hay không. Nếu bạn nhận thấy cô ấy khó chịu khi một cô nàng thân mật với bạn, khi bạn quan tâm và cười với một cô gái khác, thì chắc chắn là nàng đang thích bạn đó. Nhận biết được điều này thì bạn cũng nên rõ ràng về tình cảm của mình để tránh gây tổn thương cho cả hai. Cách nhận biết phụ nữ có chồng thích mình qua sự chủ động. Thứ nhất, cô ấy chủ động tìm hiểu về bạn. Phụ nữ hay đàn ông khi đã thích một ai đó thì họ thường tò mò về thông tin của đối phương, như họ thích gì, họ ghét gì, họ hay thường làm gì khi rảnh rỗi. Việc nắm bắt được thông tin của đối phương sẽ giúp họ hiểu hơn về người mình thích, cũng như xác định được tình cảm một cách rõ ràng. Đối với phụ nữ có chồng thích bạn cũng vậy. Họ sẽ chủ động tìm kiếm thông tin về bạn. Khi đã nắm được thông tin ấy, họ sẽ chủ động làm những điều mà bạn thích và tránh xa những điều mà bạn ghét. Thậm chí, họ còn chủ động quan tâm bằng những hành động cực nhỏ để bạn biết là họ hiểu bạn và đã tìm hiểu về bạn. Thứ hai, cô ấy chủ động khen ngợi bạn. Trong khi nói chuyện, nếu cô ấy thường xuyên tán dương và khen ngợi về bạn, thì có thể cô ấy đang có cảm tình với bạn. Bất cứ việc gì bạn làm cũng nhận được lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ mà cô ấy dành cho bạn. Và hiển nhiên, không tự nhiên lại có người chủ động khen ngợi bạn nhiều như vậy, phải không? Việc khen ngợi đó chỉ có thể xuất hiện khi cô ấy đang thích bạn. Nhận biết phụ nữ có chồng thích mình bằng cách quan sát. Đôi khi, những hành động mà phụ nữ có chồng bộc lộ ra bên ngoài không rõ ràng nên khiến nhiều người khó nhận biết cô ấy đang thích mình. Bởi vậy, nếu bạn chú ý quan sát một chút, để ý đến câu chuyện của cô ấy một chút, thì việc nhận biết này hoàn toàn không khó như bạn nghĩ. Thứ nhất, quan sát ngôn ngữ cơ thể của cô ấy. Ngôn ngữ cơ thể cũng là một trong những tín hiệu quan trọng giúp bạn nhận biết cô ấy có thích mình hay không. Một vài hành động nhỏ như sờ nhẹ vào môi, cắn môi hoặc ánh mắt của cô ấy dừng ở môi bạn cũng phần nào chứng tỏ cô ấy đang thích bạn. Thậm chí, một vài hành động như vô thức đỏ mặt, đỏ tai khi nghe đến bạn nhắc về cô ấy hoặc hơi ngại ngùng khi bạn có hành động thân mật một chút. Đây cũng là những tín hiệu giúp bạn xác định tình cảm của cô ấy dành cho mình. Thứ hai, quan sát âm điệu trong giọng nói của cô ấy. Cách nhận biết phụ nữ có chồng thích mình qua âm điệu trong giọng nói tương đối khó nếu bạn không thực sự để ý. Thông thường khi phụ nữ thích bạn, họ sẽ thường nhắc đến bạn với âm điệu giọng khá là vui vẻ,
ngay cả khi cô ấy kể về bạn với bạn bè của cô ấy, thì giọng điệu vẫn khá vui vẻ, xen lẫn một chút ngượng nghịu, lúng túng. Do đó, bạn nên để ý kỹ cách cô ấy nói chuyện và có nhắc về bạn cùng những người khác để phân biệt nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.